đến dòng bông mai sâu đệ nhất vui vẻ đến dòng ngay xây phủ chính ơi lầu hồng sâu ba vào ra thành giá tiến thanh thượng ngàn đông cuông tuần quan sang tiền xứng đây trên ngàn gió cuốn rung cây dưới khe cá lặn chim bay về ngàn đêm cánh khuya nguyệt lặn sao tàn thuyền thoi tiến chùa khoan khoan treo vào mà gặp người đôi thấp núi cao đi người chân gian
huyện Châu Cai bảo lạc Hà Giang chỉ cần khe suối một bầu tiêu giang trầu sông chơi an quý chơi cá con lút lút lại êm dịu ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sắp tươi tốt tươi sườn già lên ngàn đi lên ngàn muốn đăng hai hoa vào là đất xe xa là trời vào là đất xe xa là trời. Đêm 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 mai đêm đêm anh thuốc đi lập lòe cấm lắm mùi ông nước suối khe bùn màu sâm ngài lóng lánh góc châu sáng thanh gió mát bên lâu hòa ca sương răng khói tỏa nhạt nhòa sớm dòng sườn núi chiều tà mấy we'll be right back.
tiêu con lễ mang lòng thành kim ngân sứ điệp gì bàn đến đây để từ nay có hơi sầu gì đi hà. Chư Phật Phật sau trình vua cha trình lên thách đỗ ba tòa hội đồng quan lớn trình tòa sớm sang trình lên tứ phủ quan hoàng ý à. Hôm 14
chuông vườn kêu chim hót, hồ vườn trắng khuya chín tư tiệt lối đi về. Thank you.
Xem núi
vườn sen non ru con dầu dĩ thú sơ sang cảnh đẹp tự nhiên một điều gió mát sang thành xuống đèo liễu lộ tiếng mãn liễu lộ tiếng mãn
Yêu say yên một bầu phong quyền.
tôi dè sóng nước lung linh linh bóng trăng tu ngàn thông vang tiếng am dù nhớ nhung cỏ hoa điểm điểm xuống
tình xeo léo. Trường phường lâm lâm hoa, sớm chiều đông đúc hoa. Đầu đầu phường độc màu bóng hoa, bạn buồn. Thank you.
lượn quanh quanh đường ý à.
bên sườn núi nhà sàn lớp lớp cầu thang mây nhẹ gót tênh tênh anh à về sóng xoà canh à. Dưới sông Đa vịt lôi mê đất nhô ai lên cảnh đẹp bấy thơ
Thank you.
xa hoàng về hôm nay kiều xa hoàng về đèn hương hương khói nhang tăng phục thờ chân kinh có cho đạo đồ a di đà phật đức hoàng bảy ước đồng phép ông được chi thần thần thông khai quang sóng nhan thấp cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cúng giảng kinh phục hoàn thân cần đánh chúa thiên trung vương Ngọc
dùng nghi quan hoàng bày lịch sự đẹp tươi tốt khác nào hoa. Lúc ông Bảy ngồi đèn sách, nhà tôi nhà hiền lúc lúc ầm ngơ dài. Trà tàu thuốc la quán hoàng bày ưa thích, cái thứ vô hình làm gỗ đá không phải say. Trên bảo hà cảnh ấy vui thay, vui với phù dung với cỏ cây. Tuyết nguyệt phong hoa hoàng lấy thơ làm bàn, cầm kỳ thi tiểu thu vui vậy. Quan hoàng bày người nhắn ai lên đất đi ý à, bảo hoa bảo hoa điểm vui phong nguyện ý tiếng cảnh vân biên sáng hồ sáng hồ lưu vạn tiếng cảnh thần tiên xen bảo hà ô tiếng cảnh thần tiên xen bảo hà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mở khoai đào bồng cao ban tài hoàng về tiếp lòng nghĩ là thi nhân có từ vi từ sáng ngô liêu phàn nhân nhân nghĩ là thi nhân nó từ vi từ ô nhân nhân là thi nhân nó từ vi từ có bốn chữ đi đức nặng nặng tường tuy tuy quan hoàng bảy người có chót say thời một tí với đời quyền ai giữ chót đạo làm người hoàng quyền ai thời giữ chót đạo làm người đến cửa Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả đấng anh linh soi đời vui vơi ai mắc mắc thâm mi thời tội phải mang lưới trời bộ khắp bốn phương hại nhân thì nhân hại tìm bờ đường mà thoát thân rồi ông tô qua quan mới đám tàu cùng quan bắt đầu số người trần gian lao ấu xếp biên họ Lý ghế ông đây là người phúc hậu thảo hiền tu nhân tích đức ông bảy xếp biển cho thọ trường bao kẻ ác hung cường bao ngược chỉ hại người không trước thì sau lỗi nhầm có xá chi đâu sở nguyện ông cho như ý sở cầu được đồng tâm nghe ông bày xa nước tiên đi tẩy hết bụi chân cao rồi lại người phần được thách cao chữ tương thừa treo cao giá ngọc chữ công dung tư đức khuyên ghi để tử con vọng mái tâu quỳ bảo hà sư quan hoàng bảy người về độ chỉ chức tâm thanh kiếm thần hoàng bảy cứu nước diệt đường hung phù dung ơi phù dung bị rằng phù dung ơi ơi phù dung xa đầu thuốc công ông bảy vui cùng với ai đây ông say đất đất nước ngày nay được thay hòa hoàng say phú bình thơ
bảy hoàng say phú bình thơ ca đàn thông mới phách xúc nhà nhà mình reo vò ông bảy còn say nhắc sông lên thấy ông bảy ngồi như ông tiên mây nho nhỏ đèn pha lê sáng tỏ hơn sao tay ông cầm xe như mà chiều tử muốn lòng đào chân ông bắt xéo như không mình ngồi xem sách ông hiên hiên bước vào như long mới cuốn thủy hoa thở khói ra như ra cát cầu phong rước ông lên như mà đại tướng khi đăng đàn hoàng ăn sơi vẫy vùng khắp sân ai chi kỳ khách mà tài tình hồ dễ mấy ai kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày say cũng lụy hoàng không say thời cũng tục hoàng sơi đất sau ngang ngang dọc nợ trần hoàn vay trả trả rồi lại vay xài càng khôn khôn đúc vững bên tay khó vô tận hoàng không xoay thời vẫn đủ sáu trăm trần nơi sông pha vào mà huyện hồ khách anh hùng còn đang đỡ thú phong lưu bóng huệ đăng soi tỏ bạt anh hào dẫu khanh tương siêu siêu mùi thế vị ai sẽ biết dần ai chi kỳ khó hay lòng sáng sĩ lúc đêm xuân sao vi vu như gió dục áng mây vần đây cho bỏ lúc hoàng phong trần với lệnh hoàng sai thập nhị các cô tiên nàng cô nào việc ấy sửa sang vào hầu pha nước xa tàu cô nàng cả cô pha nước xa tàu thì là vừa ý bấy gật đầu vỗ gối ban cô nàng ba dâng hộp thuốc ngang
thế là vừa ý ông bảy hoàng chốn sơn lâm. Đốt đỉnh nhang trầm tiên mang tư, đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô kêu cho tỏ tay ông bảy cầm bắc cô nàng năm sống kẹo bánh nguyên kẹo xìu với thuốc công hoặc ngộ cảnh tiên không ai dám bì nàng sau tinh tinh nết du mi tên cô nàng sau dâng hoàng ngựa xám để ông đi châm đầu. Đầy khúc mà đàn thông cô nàng bày, cô đầy khúc đàn thông. Hai tay cô đầy bốn năm cùng kẻ non là xài suốt ông bảy khen là cô tám kheo tay. Điều điều ai tay tiên mang chín, điều điều không ai tay, ai tay cô theo một đôi giày để hầu ông. Tiên cô nàng cô múa lươn bài bông cánh khuya cánh khuya giờ tí sách sách đèn lồng cô bước ra sáng điệu hằng ma tiên thứ 11 sáng điệu hằng ma sáo ngang cô thổi làm bầy với lòng chiều chia bài cô mới 12 trải chiều chia bài thành tiên quan hoàng giá ngư thì nào có ai dám bì thổ bán hội đồng mấy lệnh bài sai thổ bán hội đồng phụ phụ nghênh đón rước phụ phụ nghênh đón rước ông quỳ cùng cùng bảo hà sẽ đoàn thành giá Hoàng Tam bắt đầu mở sông văn đi Hoàng Tam bắt đầu mở mông lại giá để tây ngồi đông đeo kim khanh chân dài
chân dày thiếu hoa ý. Xa hoặc về đêm hương hương khói nhang đắng phục thờ chân tiên có cho Nam Bồ A Di Mà Phật Đức Hoàng Thập Ngự Đồng phép ông lực chi thần thông. Là bút phê khai triển tương, là bút phê khai làm tiền chư thương về đáo lái đồ trì sai bị bộ binh binh tùy. Chúng con lại nhớ tới
mà tiệc vui về, chúng con đón Đức Hoàng mời. Đức Hoàng mời trong đền Nghệ An, để Tây Thiên giọt chén rượu nào. Nhất tuần sơ dâng nhất tuần sơ dâng lên trên điện ngọc ngọc cả cô nâng mời, là mời sức quan hoàng người sơi a sơi kinh quan hoàng người sơi. Tay tiên chúa xén rượu nào, nhị tuần à nâng lên bị ngọc ngọc các cô nâng vào, là rước hoàng mười sơi các cô nâng mười rước quan hoàng mười sơi. Tam bôi hai nho chuộc chèn rượu mây à sơi, dừng lên trên điện ngọc các cô nâng mời, là mời rước quan hoàng mười sơi a sơi kính quan hoàng mười sơn. Dân nó ẩm giọt nước nhà bình an. Ngờ yêu quê hương ông có dòng sông Nam, có ngọn núi Hồng. Nghe vang vang bên tai câu hò vì rằng quan hoàng mười mới hỏi rằng các ghế ơi có màn nồng ra giấc mơ. Trải nghìn thu dâm mưa dài đằng, dâng lá cờ đào đi sóng lặng bề
đi dòng sông Nam ngàn đời vẫn dày số hy lượng lờ mà biến đục biến sóng. Cô sang qua tiền tiền ra.